Nãy giờ đổ mấy máng này? Ba cái. Ba cái. Ba cá chàng, chàng đấy. Thì đổ nước vô cây này để cho mình đừng cho nó cháy cái phốt ở phía sau này nè. Chứ không có gì. Còn lúc mà mình chạy bơm nước thì đương nhiên là nó có nước sẵn rồi. Cái bơm này gọi là cái bơm gì biết không? Cái này là cái bơm tự hành. Mình đổ nước đầy gì nè, mình chạy thì nước nó sẽ tự rút lên luôn, không có phải mồi xuống cái ống con sùng ngang. Thì giới thiệu các bạn, đây là em ở Kiên Giang lên để lấy cái máy Mitsu này nè. Máy Mitsu GM181 ha. Nó nói gì? Bây giờ phải nhìn chữ đọc mới được chứ, này khi mà mình nghĩ vậy nhưng mình nói nó sai. Thì cái này là hổm gà hai chú cháu nói chuyện chắc qua chắc lại, nói có cái máy này mà chưa kịp rửa, chưa cái kịp vệ sinh gì hết, rồi ai dẹ rồi sáng này là chạy lên tới cửa mới kêu. Mà hay hay chưa? Là sao mà chạy lên cái ngay chốc luôn ạ? Dạ, tại con nhìn cái cột móc chỗ con cây số 67 á, phải không? 67. Cái nút còn ở trong kia hết gì á, trong đó nhắc lại luôn để văng lên mặt mình. Ở đâu ở Quảng Ninh nữa hay gì đó, thì đòi mua hai con F4 mà kêu ship nữa, nhưng mà kêu ship nữa thì cảm thấy nó lưu quá, thì ra mình tạm thời mình còn giữ lại đó. Rất là nhiều người kêu ship mấy cái máy mình đã giới thiệu rồi đó, nhưng mà nếu ship tiền ship nữa thì mình cũng chưa biết là ship bao nhiêu, chứ chưa gặp bên Viettel hoặc là bưu điện á. Ra hôm nay chiều nay là phải đi ra ngoài vô cổng để mình liên hệ đó, coi là ship tiền ship bao nhiêu, rồi mình phương thức gửi như thế nào đó. Thôi nhưng mà trước tiên ưu tiên cho mấy anh gần đi, anh gần chạy lại đây coi như chương gì là thấy ok nè. Tại vì nhiều khi mình quay lên video cái màu nó hơi khác, nó không có trung thực không. Nhưng mà thấy cái dáng vẻ máy này thì biết là cái máy này nó không thuộc dạng là đẹp, nhưng mà nó còn liền. Thật sự cái màu này thì cũng được ha, màu này mà rửa ra thì cũng còn màu đó. Thì nãy đổ xăng vô rồi, bây giờ cái xin bơm thì đổ nước vô rồi. Cái máy này là không có xúc bình xăng bình vọng gì luôn. Cái gì đó. Bây giờ việc chạy lên. Coi nó sao chạy thì khỏi xúc ha. Cái này là con thỏ là ga lớn nè. Công tắc này, công tắc ấn, cái này gọi là cái búng gió, như đây là khép lại phải không? Rồi giúp. Chưa ổn. Cái nữa chưa. Được luôn, cái nhỏ được luôn. Lâu quá chắc quên. Thâm nhớ. Trời ơi, máy bãi mà biết đọc nghiêng qua cái bãi, ông chị chân nhớ cái chết luôn rồi nha Trương. Rồi. Còn. Đây. Nó là nhớt tới miệng như Honda vậy đó nha. Rồi còn ok luôn. Đấy, coi nhớt nó còn trơn hay không. Này nè. Trong luôn thôi. Nhưng mà thôi về chị cũng chịu khó rồi là đậy nóng lên rồi thay cái mới chắc ăn. Rồi dặn vô lại đi, đủ luôn, chạy vô tư cho hậu luôn. Thì thật sự khi mà mình mua cái máy bãi các bạn thì đa số là nó gì nè, chưa rửa đó. Không biết nó đẹp xấu gì chứ dịch lên chạy là ra lớn được, ra nhỏ được, thấy ok, nãy giờ ra nhỏ thôi, giờ mình test ra lớn đi ha. Đó, để ra nhỏ luôn vậy đó hả?
cái này là chùi rửa rồi là đẹp. Mấy cái này là cái môn lấy độ cạo nữa nè. Nó đóng luôn, đóng lớp luôn. Làm cái nữa. Chỉnh ga quá nhỏ. Chỉnh ga cho nó nhích lên chút xíu rồi chưa? Cái quá nhỏ. Mình dứt hồi nãy mình có sách dứt lại mà ta. Rồi rất là lập. Thì chỉnh dân này cũng dân xài máy không nha, mà với hơn nữa là học bên công nghệ ô tô mà năm thứ hai hả chưa? Dạ. Yeah. Năm thứ hai là chưa đụng chìa khóa đó các bạn, bữa nay đụng cái con vít. Thì học ở trường là kỹ thuật là gì đó, là học nó gồm nhiều cái vấn đề chứ không phải là cái động cơ không. Lớn lên chút xíu vẫn còn nhỏ thì lại chưa tới đó. Nãy nó đang cái mức mà thả cái mức về không luôn rồi. Rồi. Chẳng lớn lên từ từ nhỏ lên. Chẳng lớn lên hai vòng đi, hai vòng lên cứ vậy. Là sai rồi bạn ơi. Thì có ốc vố người ta mà đâu phải có ốc kênh ga là có ốc này nè. Đó, sai lầm nha, hàng chi bảy rồi làm lộn không sao. Bữa nay làm như hơi hớp ở nhà chắc làm được. Đây. Làm gì chỉnh có máy mà đổ mồ hôi nè. Sẵn tay chỉ cái chỉnh ra nhỏ luôn nè. Nó bây giờ nó có mới ra nhỏ là sắp hết đường luôn phải không? Chỉnh con ốc này gọi là con ốc ốc gió. Chỉnh ốc gió này chạy mướt bắt đầu xuống ra nhỏ giảm nữa, khỏi cần cần gì đi. Ốc gió. Xiết vô từ từ. Nhỉ hơn đúng không? À nữa. Đó, đầu giảm con ốc kia nữa. À, giảm kỳ xuống đó là con ốc đó là đang dặn là con ốc kênh ga đó nha. Đó rồi chỉnh kia nữa cho nhuyễn nữa rồi. Ơi hút trở ra là nửa vòng nữa. Có nghĩa là mình chỉnh tới ga hoặc vô chỗ nào nó chạy nhuyễn nhất mình ngừng lại, mình giảm cái này tiếp tục đó. Rồi tiếp tục nữa đây. Này là chia sẻ kinh nghiệm chỉnh ga lăng ti luôn nha. Ga thử rồi. Rồi. Bắt đầu dặn vô nữa. Dặn ga chứ phải dặn ga. Được lại ra chưa? Cái nữa. Bấm le được luôn. Đúng rồi. Khoan, có đường này bấm được qua.
đóng thử coi, mình giật lại coi nó có ngập sang hay không. À, biết cái chuẩn bị. Khi mà mình chỉnh cái máy máy xăng á thì mình đừng có chủ quan là lúc mình chỉnh xong nó chạy được mà để nguội nó chạy không được. Có nghĩa là lúc nóng á, cái bồn đốt nó đốt là tối u rồi, thành ra cái để mình để cái mức ga đó nó chạy cái ga lớn. Nhưng mà khi mà nó nguội lại á là nó sẽ chạy ga nhỏ, bởi vì mình để ý á. Để ý là khi mình làm xong á thì mình nhớ mình siết cái ga cho nó hơi nóng hơn chút xíu, dưới chỉnh cái mạch xăng ga ti này nè cho nó hơi đậm hơn chút, đậm là lui ga. Lùi ra để cho cái mạch xăng nó hơi nhiều, nó hơi muốn như sực luôn á, thì giật nó mới nhả ga, lúc nguội nó mới nhảy. Còn rất nóng thì chỉnh rồi tới lúc nguội là nó khác liền, chứ không phải là nó y như vậy. Thì cái động cơ này thì nói chung là nó không phải thuộc cái dạng đẹp, nhưng mà nó còn liền, lốc cộng thì còn nguyên hết trơn, cái xin bơm thì còn đẹp, nhưng mà ống thì ống lớn nha. Cái này về chứ tứ là hồi nãy nó là tứ khớm chắc cũng vô tiên, không có vấn đề gì đó hết chứ. Thấy sao? Qua mà cho nổ máy thấy sao? Dạ thấy em. Được phải không? Dạ. Về tính rửa gái vậy không hay là để gì luôn? Rửa sơ sơ xíu. Phải rửa mấy cái này phải cà rồi giờ thay dầu thay nhớt rồi lại để nữa cái nó xét uổng. Cái nào cần rửa thì rửa sơ mấy cái. Tại không có thời gian các bạn ơi, giờ chưa lấy thì về tự rửa luôn. Chứ đáng lẽ là mình rửa gái rồi đàng hoàng mới giao. Nhắc nhau thì thấy nội công thì cũng còn được đó. Về tự sở. Thôi dừng lại cái nữa là chưa. Hết cái nhỏ luôn, hết cái nhỏ luôn, hết luôn. Để từ thường nếu mà con nước chảy nước nào, nước ra nào. Bê xuống cho nước nó ra. Vậy em 181 đóng dấu đây nè. Nha, nó không có lộn được so với 182 gì. Mặc dù là cái lốc là nó tương đối như nhau nha. 182 được thì gắn vô cũng được, nhưng mà cái này là nó chính xác là 181. Bên này. Rồi ok thì bắt bỏ lên xe. Cái bao để lên, nhưng mà chú ý là nãy lập gì đó về chừng ngột xăng đó nha, nếu mà về chừng không chạy là phải đau khóa xăng lại, lên ra lớn đừng có đóng bút gió nha. Rồi cái bao đó hả, chụp chạy dưới xí, nhưng mà sợ mấy anh chuyên gia này thì cứ nói là làm đó, nói là tao mới đang chạy lên không ngờ. Nói chương là đào bằng thủ con trai lớn của mình nha. Cái chuyện làm hay là hay cái chỗ đó đó. Bắt to đi. Bắt to cho bác đi. Bắt to nhai đi. Bắt chìa khóa làm gì vậy? Chìa khóa đi, xe. Chờ neo là mà nó nghe. Đó giờ ở miền Nam mình rồi rất chuộng những cái chiếc này các bạn, vừa chạy vừa đầm. Nó bền. 68X1 là bản số kinh doanh nè. Rồi, giờ để sao cho nó hợp lại. Một cái. Mình chạy cái này phía trong lề phải không? Anh trong lề đưa ra chút cũng được, không sao hết. Cầm nhận cái ống lớn, về chắc đâu chạy ống lớn gì hả? Về đâu chạy cái ống lớn dữ gì ta hả? Dạ không. Mình giảm rồi. Dạ. Mình đưa lên xe là mình trông chạy vào cái người sử dụng đó nha, là chương đó nha. Bóp thắng. Rồi giờ hành trình trở ngược về Kiên Giang là bao lâu nữa chương? Tiếng nữa không? À, hay quá trời ha, chân cái đống cát luôn ha. Không còn rồi.
Su 181 về Kiên Giang. Rồi tạm biệt nha, chúc thượng lộ bình an nha. Rồi kết thúc video các bạn ơi, hẹn gặp lại video sau nha.